Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, thì hôm nay là cũng hơn 10 ngày rồi nên cô không có cập nhật cái tình hình xây chùa, do mình cũng đi Ấn Độ về xong rồi cũng tùm lum tá la chuyển hết đó quý vị. Rồi hôm qua tuyết đầu mùa rơi thì tính quay phim cho quý vị coi. Tuyết đầu mùa thì hôm qua nguyên cái chùa mình tuyết rơi trắng xóa luôn, giờ vẫn còn tuyết rơi rơi đây nè, mà dọn sạch rồi. Về tuyết đầu mùa nên nó cũng mỏng, nó cũng tan. Hôm qua rất là đẹp, cảnh như trong cổ tích vậy đó, nhưng mà bận quá không có kịp quay cho quý vị, thành ra hôm nay hết tuyết đầu mùa rồi nhưng mà vẫn quay để cập nhật tình hình cho quý vị thấy. Thì hôm nay là đã xong lát đá rồi, đây là hoàn thiện rồi nè quý vị, là lát đá dày như vậy ha, lát đá cho cái cầu thang, lắp lan can cho cầu thang luôn, lan can rất là cao, nhìn đây là biết chiều cao cỡ nào rồi đúng không, chỉ lòi cái đầu ra thôi cho nên rất là an toàn. Lan can rồi, lát đá xong cái phần này rồi, rồi đã lắp cửa hoàn thiện luôn quý vị, hệ thống chiếu sáng luôn. Rồi bây giờ là mình vô trong chánh điện ha. Trong chánh điện là cửa này là mở ra mở vô được luôn. Cửa này là cửa mở hai chiều luôn. Đây là đèn. Wow. 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 Cái đèn này á là còn chưa có xong hết nha quý vị. Còn một cái lớp đèn ở trên đây. Với lại chánh điện là cái phần mà lúc nào cũng làm cuối, đó là phần mà lắp điều hòa. Điều hòa này là sưởi, sưởi trần. Thì bây giờ mấy cái hệ thống mà để mà cái cục và Shiragi, không biết tiếng Việt nói là gì, là đem ra ngoài cho, ví dụ điều hòa là nó sẽ có chảy nước đó quý vị, thì là lấy cái nước, nhiễu nước đồ là ra ngoài hết rồi, cục nóng rồi đó, là xong hết dây nhợ từ lưa trong này hết rồi. Thì giờ là chỉ có lắp cái máy vô là xong thôi. Đó, chánh điện của mình lớn như vậy. Màu này là màu màu ivory, màu tường là màu ivory, mà cái không gian mình nó rộng quá cho nên nó là lên màu cái nhìn thấy giống màu trắng luôn. Chứ thiệt ra là cô Hiếu chọn màu ivory ha. Xong rồi ở đây là mấy cái phích điện nè, bữa cô có nói đó, cứ mỗi 2 mét cái có một cái ổ cắm đó, ai cũng mắc cừ nhà mình hết, thôi kệ đi, cái nhu cầu của mình xài vậy thì vậy. Không khóa lại mất tiêu rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tắt điện để mình đi ra cửa đằng sau mình xuống coi nhà ăn ở dưới đẹp lắm quý vị. Ở trên này thì chỉ có sưởi trần thôi, bù lại thì sư cô đã chọn. Ồ ồ, nãy giờ không chịu bật cái này. Ồ giờ tắt cái chỗ đó, chỗ ở đâu? Không biết tắt cái phích. Đây rồi. Thì là ở trên này thì không có sưởi nền cho nên là mình lát gạch thôi. Còn bù lại thì sưởi trần là công suất rất là lớn, với lại là máy là loại xịn nhất, máy của LG loại tối tân nhất luôn thì nó vẫn sẽ đủ ấm. Còn đây là cái cầu thang, bên này thì chưa có gắn lan can nha. Úi cha ma ơi lạnh quá. Hôm nay thì cầu thang đằng sau thì cũng đã lát đá xong hết rồi đây. Hôm nay cây lá núi đồi nó rụng sạch không còn một chiếc lá nào rồi quý vị ơi. Đây là cũng lát đá xong hết rồi nhưng mà chưa gắn lan can thôi ha. Đó, đây là cái cửa sau từ chánh điện đi xuống tăng xá bên này. Ở trên đó thì không có sưởi nền nhưng dưới này là toàn bộ có sưởi nền nên nó ấm áp và nó rất là đẹp. Thì mấy bữa nay là ở Hàn Quốc ở cái vùng này của mình là xuống âm 13 độ rồi quý vị, âm 13 độ đó, tức là thực tế cơ thể cảm nhận là âm 15 độ. Cho nên là cô Hiếu đi từ Ấn Độ về cảm thấy giống như hai thế giới, quá là khủng khiếp đi. Nhưng cho nên là đây là mình đã có bật sưởi rồi nè quý vị. Đây. Đây là mình đã có bật sưởi rồi. Lý do là ở dưới này là có sưởi sàn, đây là nhà ăn của chùa đó quý vị. Ở dưới này nó có sưởi sàn mà bây giờ mà không bật sưởi ha là nó sẽ đông đá luôn cái đường ống nước, cho nên là dưới này là cô bật sưởi hết cho nên trong nhà khá là ấm. Thì cái tông màu này cũng cùng tông màu với trên chánh điện cũng ivory. Chỗ này là cái chỗ mà để basic cu, là để đem đồ ăn ra nè. Bữa cô có quay cho quý vị coi rồi đó. Đó, người ta lót cho nó đừng có dơ, đừng có hư. Cái này là mình bên trong này là nấu ăn rồi mình đem ra đây. Đây là nhà ăn. Cửa này là thông qua bên nhà bếp. Thì trong này là nhà bếp. Thì nhà bếp là hoàn thiện rồi, tường ốp xong hết trơn luôn rồi. Đó. Ở đây là mình, tại sao có cái này ở đây? Cái này là để mình sơ chế đó. Cô có một cái ấy lên để mình rửa rau rồi cắt gọt là cái bàn inox ở đây, rồi ở đây là bếp ga công nghiệp, còn vô nữa còn thêm mấy cái nữa. Ở trên này là còn có cái đắt thừa là cái hút hút mùi á,
là người ta còn thi công cái này nữa là xong. Rồi bên này nhà bếp rất là rộng quý vị, tại vì ở đây ở Việt Nam mình có thể khu nấu bếp nhỏ là do là mình có thể tận dụng ngoài trời, rồi mình ngồi ngoài mình sơ chế, nhưng mà Hàn Quốc rất là lạnh, lạnh siêu lạnh, nghỉ âm 13 độ với âm 15 độ mà ra ngoài cắt gọt là chết, cho nên là chỉ có tập trung vô trong bếp làm thôi. Cho nên đó là lý do mà cô làm cái khuôn viên bếp phải nói là rất là rộng luôn, rất là rộng. Rồi chỗ này là mình sẽ để máy móc, tủ lạnh đồ các kiểu. Đây là có một cái cửa để thông ra nhà vệ sinh đây. Nhà vệ sinh thì đây là một trong những cái mà cô Hiếu khoái chí nhất và được khen nhiều nhất. La la tè tè. Tại vì cái này là cô để cái với nhà thầu để sửa theo ý mình. Vốn dĩ thiết kế của nó do diện tích của mình ấy á, thì nó chỉ có một cái nhà tắm đây thôi nè quý vị. Trong nhà tắm là gạch bông màu khác nha. Tại vì gạch này thì nó sẽ dễ chùi rửa. Chùi mình thì sạch là hàng đầu. Cho nên là cái này là chất liệu nó chùi nó đẹp nè, mà màu nó cũng đẹp nữa. Thì trong nhà tắm là có một nhà tắm thôi, nhưng mà mình biết đó, Phật tử mình lâu lâu tới chùa và mấy cái ngày lễ lớn là sẽ dồn lại vào một ngày lễ lớn, thì lúc đó phụ nữ tắm rất là lâu, mà nếu có một cái nhà tắm thì sao là chờ. Cho nên sư cô đã bắt làm mỗi một cái nhà vệ sinh kèm với cái nhà tắm luôn, để có thể kẹt quá là mình có thể tắm trong nhà vệ sinh. Mà để đổi cái cấu trúc này là quý vị biết phải đổi luôn cái chất liệu này nè, tại cái bức vách mà ngăn ở trong cái chất liệu làm nhà vệ sinh là nó không có chống ẩm được, cho nên là nếu muốn tắm trong nhà vệ sinh là phải thay đổi kết cấu, thay đổi chất liệu cửa đồ luôn. Rồi lúc đầu thì nhà thầu cũng rất là quạo, nhưng mà cuối cùng họ nói là ở Hàn Quốc không ai tắm trong nhà vệ sinh hết. Cô nói kệ tôi thứ làm vậy thôi, cho nên là cuối cùng chú cũng đã làm. Thì tổng cộng ở đây mình có tới 6 cái nhà tắm, 7 cái nhà tắm chứ, nên là cô rất là vui vì cái này mà màu tường rất là đẹp luôn quý vị. Rồi bồn 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 cầu với bồn rửa mặt đều là loại loại mới nhất, không có chân nè, để tóc tai đồ rồi nó không có bị mắc kẹt á. Với lại trời rất là lạnh, cô cho sưởi luôn nè quý vị. Ở trong nhà vệ sinh mà mình không có bật sưởi bây giờ là nó đông đá luôn, nó đông đá đường ống nước rồi còn tốn tiền nữa. Cho nên là tuy là chùa chưa có hoàn thiện, chưa có người ở, chưa có người tắm, nhưng mà cô vẫn phải bật sưởi luôn. Bật này là gần một tuần lễ này rồi, tháng này chùa trả tiền điện với tiền ga là chết luôn, nhưng mà nếu không bật cũng không có được. Đây mỗi cái nhà vệ sinh đều, đây là loại bồn cầu mới đó quý vị, là nó bao luôn cái này nè, để mình vệ sinh nó rất là sạch ha, chứ còn cái cũ là nó có cái ẹo ẹo á, là bụi ghê lắm đó. Thì nó có sưởi cái đồ ngồi đồ, nói chung là rất là đẹp và thông khí, hút mùi đầy đủ, nên nhà vệ sinh là một trong những cái mà cô Hiếu rất là quan trọng. Tại vì đi chùa mà sợ nhất là cái chùa nào cái nhà vệ sinh nó dơ hoặc là không có đủ nhà vệ sinh, đó là rất là đáng sợ. Đó là nhà vệ sinh nữ ha, còn nhà vệ sinh nam á, thì mình đi ra ngoài nha. Rồi để tắt đèn đây. Đó là còn ở trong này là lót gạch rồi, nhưng mà giờ nó đang dơ, mai mốt mấy chú sẽ chà cho mình. Ủa cái phích đèn ở đâu? Ở đây, bên này là cái phòng của quý thầy, quý sư cô nào mà thường trú ở chùa. Đây sư cô làm một cái phòng nhỏ thôi. Quý vị cứ hỏi là sao nó thấp vậy cô, sao nó nhỏ vậy cô? Dạ không, ở Hàn Quốc không ai dám làm nhà cao hết á. Làm nhà cao làm sao mà đủ sưởi quý vị, khủng khiếp lắm nha. Cho nên nó là cái trần như vậy đã rất là cao rồi, có nhiều nhà trần còn thấp hơn nữa, tại vì cao nữa là không có đủ tiền sưởi, cái ga với sưởi nó không có ấm lên được á. Đây là đủ diện tích cho một phòng của một thầy một sư cô nào đó nếu mà mình có thường trú ở chùa. Còn bên này á, là văn phòng chùa. Văn phòng chùa thì sẽ có bảng điều chỉnh nhiệt độ tổng thể. Nãy giờ mình thấy sưởi tùm lum mà không có cái bảng điều chỉnh đúng không? Tại vì mình mà để cho Phật tử chỉnh á, là nó hư luôn, giống kinh nghiệm cái chùa cái phòng tăng xá bên kia của sư cô. Tại vì người ta không biết chỉnh, người ta chỉnh lên chỉnh xuống là nó hư hoài, mà hư riết bây giờ hư luôn rồi đó. Rồi còn bây giờ sư cô rút kinh nghiệm nên là toàn bộ cái hệ thống sưởi của cả chùa mình thì chỉ có trong văn phòng điều chỉnh được thôi, nghĩa là bên ngoài á không có chỉnh gì được hết á. Thì như vậy là cái tuổi thọ của sản phẩm nó sẽ lâu hơn, cho nên riêng á trong văn phòng thì mình sẽ thấy là rất là nhiều cái bảng điều chỉnh nhiệt độ ha. Văn phòng thì có cái cửa thông với lại phòng của sư thầy sư cô, tại vì sư thầy sư cô nào mà thường trú là tri khách luôn. Rồi còn bên này á là cửa để đi ra chính nè. Đó, bên này sau này mình sẽ trồng trúc, trồng cây, trồng đồ các kiểu ha. Đó, một vòng. À, mình đi thăm cái quán cà phê đã rồi mình qua mình coi ở nhà vệ sinh nam sau. Wow, các chú bắt đầu đây nè quý vị.
là đường ống nước đó, gì đó mấy cái máy lạnh máy nóng rồi mấy cục nóng đồ mà cho nó xả nước qua đây nè, chứ nó không có bám vô trong tường. Những cái thiết kế cũ là nó bám ở trong tường, nó dính ở trong tường hoặc là nó nhiễu tọn 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 sang một bên hông. Còn mình là mình làm toàn bộ đi âm xuống hết cho nên là nó gọn á. Bây giờ thì nhìn nó tè le nhưng mà mai mốt xong chùa thì nó sẽ rất là gọn. Còn đây là cái trà quán của chùa mình. Mọi người hỏi tại sao cô phải làm cái trà quán ở trong chùa. Cái này cô cũng có giải thích rất là nhiều lần cho quý vị rồi đó, là ở Hàn Quốc không phải là ai cũng là đạo Phật hết đâu. Đa phần mấy mấy chị Việt Nam lấy chồng Hàn qua đây là gia đình chồng Hàn á, là đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, nhiều đạo khác rất là nhiều quý vị. Cho nên nó là đa phần người Hàn là họ theo theo thiên tôn giáo khác chứ không phải Phật giáo. Cho nên mà người người Hàn Quốc mà tới với chùa đâu phải ai cũng có tín ngưỡng nhiều đâu. Cho nên là có thể là họ chở vợ tới chùa chứ họ không hoan hỷ đi vô chùa thì họ không có cái không gian ngồi chờ. Cứ vất va vất vưởng rồi họ hối vợ họ về đồ các kiểu đó. Thì sư cô làm một cái trà quán như cái không gian chơi của mấy đứa nhỏ và những người lớn mà không có cái tín ngưỡng Phật giáo. Mình có thể ngồi đây nói chuyện, uống nước, đọc sách, chơi, đùa, không nhất định phải lên lễ Phật. Đó, nhưng mà bù lại thì người thân của mình có khả có điều kiện để lễ Phật. Ở đây tại sao chưa có đèn? Tại vì nó là cái trà quán nên cô đã thiết kế cái hệ thống đèn khác, quý vị nhìn lên thấy trần không? Chứ tại vì nếu mà thiết kế cái đèn dài giống như ở trên kia thì nó xấu á. À, cô vì trà quán nên là cô làm cái thiết kế đèn cho nó kiểu lạ lạ chút xíu, sang sang chút xíu cho nó chiếu tượng tường chiếu ra rồi đó. Nên là cái phần đèn này là cái phần mà chưa hoàn thiện nhất. Ở bên này là kiến, kiến này là giờ mấy chú dán á để cho bảo vệ đó, cho nên quý vị không thấy chứ kiến này là kiến thông gió đó, tức là mình kéo được đây nè, tức là mùa hè mình có thể mở ra cho nó thông gió, vì đây là cái mặt tiền, còn mặt chính của nó là ngó ra cái vườn thiền với lại Quan Âm ngoài kia ha. Mà ngoài kia thì mình chưa có hoàn thiện, bây giờ trời rất là lạnh. Với lại quý vị mà ở Hàn Quốc thì chắc biết đó, vừa rồi Hàn Quốc ngay bây giờ luôn chứ vừa rồi gì là trải qua cái cuộc đình công lớn của cái liên đoàn vận tải vận 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 chuyển bằng xe tải lớn á, cho nên là xi măng sắt thép nhân lực là bị đình trệ hết luôn, chùa mình cũng bị dừng thi công hết 4 5 ngày. Đó là lý do sao mà giờ vẫn chưa xong đó, tại vì mấy cái xe tải lớn xe bồn đồ là nó đình đình công hết nên là không có xây dựng được quý vị. Hình như là 4 ngày 5 ngày luôn á là không có xe nào mà chở cát chở đá chở bê tông đồ hết, nên là rất là gian nan luôn quý vị. Thì bây giờ nó hết đình công thì nó qua trời lạnh nè, âm 13 âm 14 độ, cho nên cái nhiệt độ này thi công cũng rất là phê luôn đó. Là nhìn tổng quan bên ngoài đã xong. À, bên ngoài nó có điện nha, bên ngoài nó có cái hệ thống điện hai cái bầu đó, không biết quý vị có thấy không, là chiếu thẳng ra vườn á, là để nó sáng cái sân này buổi tối Phật tử về không có bị tối á. Đây là nhà vệ sinh nam. Nhà vệ sinh nam thì không có cái đường thông từ ở bên ấy, mà nhà vệ sinh nam thì chỉ có nhà vệ sinh nam thì chỉ có đi cái cửa này thôi. Đó. Bởi vì trong này sư cô cũng đã để sưởi, tại không sưởi thì sẽ đông đá hết mọi thứ. Đây, nhà vệ sinh nam thì có hai phòng giống như bên nữ đó, là có bồn cầu và có rồi nhà tắm luôn. Rồi còn bên này là phòng tắm thuần túy tắm, tức là chỉ là cái phòng tắm thôi, thấy không? Đó, thì màu sắc nó cũng giống nhau. Nhà bên này thì đơn giản hơn bên nữ. Nói chung là phụ nữ luôn rắc rối rườm rà. Rồi xong, vậy là xong rồi đó. Thôi mình đi vô trong nhà, đi lạnh quá muốn quéo luôn rồi. Chết rồi, chị Chí tụng kinh nè. Thôi bây giờ cũng đã tới giờ tụng kinh rồi, sư cô phải vô lạy Phật tụng kinh thôi. Vừa rồi là giới thiệu sơ cho quý vị thấy cập nhật tình hình của chùa mình ha, sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị và rất tri ân quý vị con Phật tử gần xa đã luôn đồng hành tin tưởng và ủng hộ đạo tràng. Hy vọng sắp tới còn rất là nhiều hạng mục thì mong quý vị vẫn tiếp tục đồng hành ủng hộ cho đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là mình phải lựa gạch cho nhà bếp, nhà vệ sinh, gạch ốp tường, gạch ốp sàn, đủ thứ hết. Rồi phải đi lựa cái miếng ốp tường của chùa mình, cái mái ngói, đủ thứ để lựa hết. Từ đây về sau là chắc ngày nào cũng đi lựa nguyên vật liệu xây dựng. Tại mình xây chùa nên mình được quyền lựa theo ý mình.
Và cô đã rút kinh nghiệm cái nhà mình sửa nó có cái điểm ưu điểm khuyết gì trong cái việc lựa màu gạch, lựa loại gạch. Cho nên bây giờ mình có kinh nghiệm hơn để mình lựa cho cái chùa của mình ok hơn. Mục tiêu là cảm giác phải sạch sẽ, tại vì phải sạch do nơi dùng ở của của đại chúng, nấu ăn, dùng nhà vệ sinh gì cũng phải sạch hết. Cái thứ hai là tạo cái cảm giác ấm cúng và trang nghiêm. Đó, không có sặc sỡ nhưng cũng không có lạnh lẽo. Rồi sàn á thì không được trơn quá, thì mấy bác sợ có mấy mẹ bầu mấy đứa nhỏ nó té. Cho nên đối với gạch sàn thì mình sẽ chọn cái loại có ma sát, nhưng mà dọn rửa nó cũng phải dễ dàng. Đó là những cái tiêu chí đi lựa thôi. Thì khi mình đến mình lựa thì mình đặt ra tiêu chí đó thì người ta sẽ mang những cái sample với lại cùng cái màu như mình thích. Thì cô lựa gạch cho cái nhà bếp là màu lạ xám, màu lam để nó khớp với lại cái chùa, nhưng mà trong nhà vệ sinh thì là màu sáng hơn để cảm giác ấm cúng hơn vậy thôi. Đó, hôm nay trời mưa ghê lắm nha, mình phải lựa bồn rửa mặt, mình lựa bồn cầu, mình lựa vòi sen nhà tắm Igor Chu Băng. Màu này màu xám hả? Trời, bác nói mình rờ vậy thôi chứ cái này là còn lau dễ sạch hơn nè. Còn mấy cái này khô ra rẻ á. Trời ơi, bác nói là cô suy nghĩ lại đi, tại vì cái này rờ vậy thôi nhưng mà lại rất là dễ lau. Bác nói nhìn cái vẻ nó có xám xám vậy, chảm xám vậy thôi, nhưng mà cái này dùng trong nhà vệ sinh nó là rất là dễ lau chùi luôn. À, còn cái này á, mình thích như vậy nhưng mà lau nó rất là kỹ, phải có người chuyên lau chùi. Tại vì cái người mà người ta không biết, người ta lấy cái đồ giống như cước đồ đồ nhẹ nhẹ mà người ta chà mạnh đó là nó sẽ bị mất cái mặt coating này, nó không đẹp nữa. Còn về lâu về dài cái này nó bền hơn. Nhà thầu cũng recommend này, nhà bán cũng recommend này, giờ sao? Chốt đơn này hả? À, bác nói nhìn vậy có vẻ như lâu dễ lắm, nhưng mà thật ra bây giờ các cái chung cư căn hộ cao cấp người ta xem này giống như kiểu đồ rẻ tiền á, không có cái cảm giác cao cấp, còn này mang lại cái cảm giác cao cấp hơn. Ok. À, nhìn có vẻ rất là cao cấp hơn mà cô không thấy vậy hả? Cô có biết gì đâu mà thấy. Ok, kromi con lô hết tôi thì cô. Với lại đặc biệt là quan trọng sang hơn và đặc biệt là lau chùi nó dễ hơn, cái mặt coating nó xịn hơn nè, cho nên lau dễ hơn. Roll slip rồi tôi ngồi cho. À, micro chứ ăn. Cái này là dùng chuyên cho nhà vệ sinh để nó khỏi bị trơn nè. Đúng rồi, để nó khỏi trơn nè. Chỗ chợt té nè. Ok, à thôn nên mẹp cho so. Thấy thằng này nó hợp nhất hơn thằng này đúng không? Này ok nhất đúng không? Hay là này ok nè, chú nói là nhà thấy nó chấm 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 ánh sáng sáng chiếu chiếu không, này ít ít chiếu chiếu hơn, ở này có vẻ sần sùi xô xí hơn, này có vẻ trơn láng mịn màng hơn, dù là hai đứa cái ma sát nó như nhau. Giờ lấy nào, con là con thấy này ok hơn nè, nào ok hơn cái này sang không? cái sàn sàn trong nhà vệ sinh đó nha, nào ok hơn. Cái này là cái tường tường nhà vệ sinh ý coi à, đi xin em tôi ý coi luôn này. Ừ. Chờ tôi ý coi. À, đó. Bà ông nói là cực kỳ dễ luôn á. Ừ. Nó nghẹn như này hả không? Khúc si dỗ cái muộn ga mà khi mà em phọt cái ta gầu tốt kia có nên chứ. À, tại dưới này nó có nguyên cái ống để thở, dỡ luôn cái ống này ra nè. Vậy còn dễ hơn cái cổng cộng dài, hiểu không? Cái cộng dài mới mệt, còn cái này là dưới này nó có cái ống nè. Gửi cái ống này ra luôn là được nè. Trời ơi, đúng rồi, giờ nó tiện hơn nè. Ok, bà nói cái này gần như là không có cái vụ mà kẹt mà không gỡ được luôn á, là tự mình dọn rửa rất là tiện luôn. Ok. Bây giờ mình lấy luôn cái vừa 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 tắm vừa rửa mặt đi hả? Dính luôn không? Tại vì kéo ra. Kéo ra. Đúng rồi, vậy thì mỗi một cái nhà vệ sinh có thể tắm ở trong ấy luôn á, tiện hơn chứ hả? Muốn tà tà á, muốn tà tà. À, còn đây có tốt kia. À nha, cái này bạc cắt thế à nhỉ? Xem trang hơn. Bạc cắt thì cho này. Để của hóa trang sinh ở này. Hóa trang sinh nội bộ bạc cắt cái con nó sẽ chia sẻ cái tao cô. 화장실 안에 하나씩
Hanasik. À, ông tính là cái này sát bồn cầu cho nên không phải. Cái này là trong mỗi nhà vệ sinh nam với nhà vệ sinh nữ sẽ gắn một cái bồn rửa mặt đúng không? Thì trên cái bồn rửa mặt đó thì có luôn cái dòi để tắm. Thì ví dụ mà đóng cái cửa lớn ngoài thì vẫn còn có xài thôi. Mình tắm là tắm trong cái mỗi phòng nhỏ này. Không, mỗi phòng nhỏ không có tắm, phòng nhỏ chỉ đi vệ sinh thôi, còn phòng tắm là phòng tắm riêng, nhưng mà còn cái bồn rửa mặt lớn á. Không, còn chờ tắm trong nhà vệ sinh đâu ghê lắm. Baccate는 세면기가 없어요. 어, 맞죠. 예. 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 근데 선생님 말하는 거는 어쩌냐면 그 화장실 한 칸씩 남자 하나 여자 하나 그렇죠 화장실 비데에 또 있잖아요 한 칸씩 이거 샤워실도 샤워기도 설치하라고 혹시 급할 때 거기에서도 쓸 수 있게 안 되죠 경기는 안 돼 không được đâu nó không chịu làm kìa chứ không có làm vậy đâu thiệt ông chịu kìa thì mai mốt mình tự gắn được 5-6 phòng một lần 그럼 안에 각각 세면기 하나만 우리 지금 세면기 하나 있고 샤워장도 하나씩 있잖아요. 그러니까 스님 말대로는 그 샤워실 하나씩만 있으니까 사람이 많이 기다려야 돼요. 그런 경우에는 거기 화장실에서 비데에서 할 수가 없어요. 화장실 샤워 안 돼. 뜨거운 문 안 나오니까 그래요. 왜 왜 nó không có ra mùi nước nóng. Nó không có ra được nước nóng. Mình đi được nước nóng riêng. Mình đi tới nước nóng thôi, mình đã xét đi từ đó. Onsu까지 설치하면 안 돼요. 진짜 사람이 많이 있어요. 우리는 지금까지 토요일마다 한 20명 정도 절에 와서 자거든요. 설명